hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các đồng chí. Chương trình truyền hình của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Lữ đoàn Công binh 28 Quân chủng Phòng không Không quân. Người cán bộ mê sáng kiến ở Trung đoàn U Minh. Viện Công nghệ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đẩy mạnh công tác khoa học. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu. Sau lễ đón chính thức, cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng nước ta Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Trong lĩnh vực hợp tác đào tạo, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cảm ơn Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cấp các suất học bổng ưu đãi đào tạo quân nhân Việt Nam tại các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực hải quân. Hai bộ trưởng nhất trí tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam-Nga lần thứ nhất vào cuối năm nay tại Moscow. Trong lĩnh vực hợp tác nghiên cứu khoa học, Bộ Quốc phòng Nga đã cử đoàn chuyên gia Nga sang Việt Nam để trao đổi khả năng hợp tác trong khuôn khổ trung tâm nhiệt đới Việt-Nga. Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Bộ Quốc phòng Nga cử đại diện tham gia vào cơ chế hoạt động của trung tâm và tăng cường hợp tác với phía Nga trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng để phục vụ các mục đích quốc phòng và kỹ thuật quân sự. Bộ trưởng Sergei Shoigu đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước có bước phát triển, thiết thực, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Kết thúc hội đàm, hai bộ trưởng đã ký kế hoạch hợp tác 5 năm về đào tạo giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Vừa qua, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã làm việc với Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam. Cùng dự có Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tại buổi làm việc, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch trân trọng đánh giá cao những cống hiến to lớn của lực lượng thanh niên xung phong trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược. Trong các cuộc kháng chiến, có nửa triệu nam nữ thanh niên tham gia lực lượng thanh niên xung phong, trong đó có trên 50% là nữ làm nhiệm vụ trên các chiến trường. Đã có hàng vạn thanh niên xung phong bị thương, hy sinh và bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị luôn quan tâm sâu sắc và chỉ đạo thực hiện giải quyết các chế độ chính sách nhằm ghi nhận, động viên và tôn vinh lực lượng cựu thanh niên xung phong. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn, trên cơ sở trực tiếp đại diện cho quyền lợi của cựu thanh niên xung phong, Hội cựu thanh niên xung phong chỉ đạo hội cơ sở phát hiện, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong thực hiện chế độ chính sách, đề nghị với cơ quan chức năng xem xét để có giải pháp kịp thời giải quyết các chế độ chính sách góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, ổn định cuộc sống đối với cựu thanh niên xung phong. Vừa qua, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã làm việc với các đơn vị là Tổng cục Kỹ thuật, Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và dự lễ bế giảng của Trường Đại học Trần Quốc Tuấn. Cùng dự các buổi làm việc có Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Làm việc với lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý, thời gian còn lại của năm 2013, bên cạnh việc thực hiện tốt nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 50, triển khai có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ kỹ thuật quân sự hiện đại, các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục phát huy tốt chức năng là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác kỹ thuật trong toàn quân. Bên cạnh đó, Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ chiến sĩ, công nhân viên tại các đơn vị kho trạm, đặc biệt là các đơn vị ở vùng sâu vùng xa. Tại buổi làm việc với Cục Cảnh sát biển Việt Nam, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới Cục Cảnh sát biển cần tiếp tục quản lý và sử dụng tốt các loại trang bị, phương tiện mới. Bên cạnh việc trau dồi kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, cần phải xây dựng bản lĩnh chính trị cũng như gìn giữ phẩm chất đạo đức của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển trong thực hiện các nhiệm vụ góp phần gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền, quản lý và duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển của Việt Nam. 7 tháng đầu năm nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã phát động thi đua với 3 khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, nâng cao chất lượng các sản phẩm quốc phòng. Làm việc tại đây, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, thời gian tới, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, từng bước áp dụng đề tài nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ở các doanh nghiệp quốc phòng an ninh trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vào thực tiễn các doanh nghiệp.
Dự lễ bế giảng năm học 2012-2013 của trường Đại học Trần Quốc Tuấn, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã giao nhiệm vụ cho các học viên và nêu rõ, sau khi ra trường, về đơn vị công tác, dù ở cương vị công tác nào, các học viên cần tiếp tục học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao. Niên khóa 2013, Đại học Trần Quốc Tuấn có 475 học viên tốt nghiệp ra trường, trong đó tốt nghiệp loại giỏi 18 đồng chí, 100% học viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức phiên họp lần thứ 11 cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực thi pháp luật về cơ cấu tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số chế độ chính sách chủ yếu đối với người hưởng lương trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dự và chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội và Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại phiên họp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung về cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, chế độ quân hàm, chế độ chính sách về tiền lương, đặc biệt là nhà ở cho các sĩ quan quân đội và chế độ cho thân nhân các sĩ quan quân đội, công an. Việc thực hiện biên chế cơ cấu tổ chức và các chế độ chính sách trong Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương về cơ bản đã đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết trong tình hình mới. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những khác biệt về chế độ quân hàm, bậc lương và những cơ chế ưu đãi giữa hai lực lượng quân đội và công an cần tiếp tục điều chỉnh bổ sung. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận và cho ý kiến về tình hình quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh trong thời gian vừa qua, làm cơ sở để xây dựng các chính sách hiệu quả về quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh. Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị báo cáo kết quả tuyển sinh quân sự và dự kiến phương án điểm chuẩn năm 2013. Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng. Theo đó, dự kiến phương án điểm chuẩn năm 2013 sẽ cao hơn so với năm 2012, nhiều học viện nhà trường tăng 4 điểm trở lên. Một số học viện nhà trường như khối C của Trường Sĩ quan Chính trị, Học viện Biên phòng, Sĩ quan Không quân, Học viện Quân y tăng từ 1 đến 3,5 điểm. Riêng Học viện Khoa học Quân sự có điểm chuẩn giảm so với năm 2012. Để chuẩn bị cho xét duyệt điểm nguyện vọng 1, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng sẽ thống nhất đề nghị điểm chuẩn của các học viện, nhà trường, trình Ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng xem xét. Mới đây, Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện xét đề nghị đặc xá năm 2013. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Năm 2013, toàn quân có 140 phạm nhân đang thi hành án phạt tại các trại giam, được các đơn vị đề nghị Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Quốc phòng xét đề nghị đặc xá. Các đại biểu đã trao đổi, cân nhắc kỹ một số trường hợp, như phạm nhân đặc biệt, phạm nhân cải tạo tốt, nhằm tránh để sót lọt những phạm nhân đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện đặc xá, thể hiện đúng chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta. Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng đã nhất trí thông qua danh sách đề nghị đặc xá năm 2013 cho 139 trường hợp đủ điều kiện. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định quân đội đã thực hiện tốt quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013, nhanh chóng đưa chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của quân đội đến với phạm nhân và gia đình phạm nhân, tạo điều kiện để phạm nhân sớm trở về với gia đình, xã hội. Tại Hà Nội, Tổng công ty 39 Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng dự án BOT quốc lộ 1 đoạn từ km 368+400 Nghi Sơn Thanh Hóa đến km 402+330 Cầu Giát Nghệ An. Tới dự lễ ký kết có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ km 368+400 Nghi Sơn Thanh Hóa đến km 402+330 Cầu Giát Nghệ An có chiều dài tuyến là 33,94 km theo hợp đồng được ký kết giữa Tổng công ty 39 Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần BIDV được triển khai với giá trị tối đa 2.944 tỷ đồng, thời gian cho vay trong 17 năm. Đồng thời, Ngân hàng BIDV cam kết cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ cho Tổng công ty 39 như gói tín dụng 4 nhà, các sản phẩm bảo hiểm nhằm hỗ trợ cho các nhà đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ. Dự án được thực hiện sẽ góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cũng như các vùng
thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn - Hoàng Mai, ngoài ra còn giúp cải thiện tình hình an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1. Vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học quân sự cấp Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị đánh giá nghiệm thu công trình Tổng luận lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến năm 1975. Công trình Tổng luận lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam do Đại tá Lê Đình Sĩ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài, gồm 274 trang, được phân thành 4 nhánh, nghiên cứu về lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến năm 1975. Đề tài đã tập trung phân tích những giá trị truyền thống yêu nước, tư tưởng khởi nghĩa vũ trang toàn dân, tư tưởng chiến tranh nhân dân. Công trình đã khái quát và luận chứng khá sâu sắc những luận điểm cơ bản về tư tưởng xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng nòng cốt trong khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân. Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. 7 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các cơ quan đơn vị làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương. Triển khai thực hiện hai đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 và phòng thủ dân sự. Thứ trưởng Lê Hữu Đức đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đối với công tác quân sự quốc phòng địa phương, đồng thời lưu ý lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng các phương án phòng chống bão, lũ quét, tìm kiếm cứu nạn. Học viện Chính trị đã tổ chức lễ tốt nghiệp các khóa đào tạo chính ủy trung sư đoàn, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn năm học 2012-2013. Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến dự lễ tốt nghiệp. Qua 2 năm học tập và rèn luyện, hơn 400 học viên trong chương trình đào tạo chính ủy cấp trung sư đoàn và giảng viên khoa học xã hội và nhân văn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Trong đó có 33 đồng chí đạt loại giỏi, 6 đồng chí có công trình khoa học đạt giải cấp học viện và cấp bộ. Trung tướng Mai Quang Phấn đánh giá cao kết quả đào tạo này của Học viện Chính trị và nhấn mạnh, sau khi hoàn thành khóa học, dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Quân ủy Trung ương do đồng chí Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực làm trưởng đoàn đã kiểm tra nắm tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên với giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại, quá trình xem xét giải quyết đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình và thời gian. Đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, sâu sát bám nắm cơ sở gắn với thực hiện việc nêu gương của cán bộ cấp trên đối với cấp dưới, tăng cường đối thoại dân chủ trực tiếp với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại công ty 72. Tại Cần Thơ, Lữ đoàn Công binh 25 Quân khu 9 đã tổ chức thao diễn hành động của phân đội công binh thực hành cứu hỏa, cứu nạn trên sông với sự tham dự của Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Tình huống giả định là một chiếc xà lan trọng tải 200 tấn, chở đầy hàng hóa vật tư nông nghiệp, trong đó có khối lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật đang lưu thông trên dòng sông Hậu từ An Giang về Cần Thơ thì gặp sự cố, tàu bốc cháy dữ dội ở cabin điều khiển. Khi được tin báo, Tư lệnh Quân khu 9 đã cho Lữ đoàn Công binh 25 cử lực lượng và phương tiện đến ứng cứu. Nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức tiểu đoàn vượt sông 4 cử 30 cán bộ chiến sĩ sử dụng 4 cano BMKT được thiết kế lắp đặt thêm hệ thống súng phun nước công suất lớn và một bơm chữa cháy đặt trên thuyền VSN 1500 khẩn trương cơ động đến hiện trường. Qua thao diễn cho thấy, Lữ đoàn Công binh 25 Quân khu 9 đã tổ chức huấn luyện sát thực tế địa bàn, làm chủ phương tiện, trang bị, đặc biệt là lòng dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Làm sao để truyền thụ kiến thức cho bộ đội một cách nhanh nhất, sát với thực tiễn chiến đấu? Đó là câu hỏi thôi thúc sự tìm tòi nghiên cứu để cải tiến thành công một số mô hình, đồ dùng phục vụ huấn luyện. Mời quý vị và các đồng chí gặp gỡ một cán bộ tiểu đoàn say mê sáng tạo qua phóng sự sau. Chỉ với một nguồn điện 1,5V,
một bộ điện trở và một chiếc loa nhỏ tổng trị giá 35.000 đồng. Thượng úy Nguyễn Văn Niên, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303, Trung đoàn U Minh, Sư đoàn 330 đã cho ra đời thiết bị kiểm tra thao tác dò gỡ mìn đầy nổ K-58. Khi bộ đội tiến hành thao tác dò gỡ mìn trong huấn luyện, nếu thực hiện không đúng quy trình, động tác thiếu chuẩn xác thì lập tức mìn sẽ phát tín hiệu báo lỗi. Nguyên lý chuyển động của quả mìn này thì cũng dựa trên nguyên lý chuyển động của quả mìn K-58 mà tài liệu cục quân huấn cấp phát. Khi có một lực từ 5 đến 7 kg tác dụng vào núm đè thì làm cho núm đè được giải phóng, kim quả sẽ chọc vào hạt nổ làm cho nổ kiếp gây ra nổ mìn. Nhưng mình ở đây, mình minh họa tiếng nổ bằng một tiếng phát tín hiệu. Sau khi thành công với thiết bị kiểm tra dò gỡ mìn K-58, Nguyễn Văn Niên tiếp tục sáng kiến ra thiết bị kiểm tra điểm ngắm của súng B-41 và súng DKZ. Thiết bị cũng đơn giản, chỉ gồm một bóng đèn tia laser giá 25.000 đồng, được lắp vào đầu đạn và bộ nguồn một chiều. Trước đây, việc kiểm tra điểm ngắm của xạ thủ B-41 khá khó khăn, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Còn giờ đây, sử dụng sáng kiến này, cán bộ huấn luyện và chiến sĩ đều kiểm tra được điểm ngắm chúng ở cự ly 80m ban ngày và 300m ban đêm. Sáng kiến của đồng chí Thượng úy Nguyễn Niên áp dụng trong quá trình học tập đối với súng B-41 bằng tia laser. Thì bản thân tôi trên cương vị người tham gia học tập thì nhận thấy sau mỗi lượt bắn, người tham gia học tập tự kiểm tra lại được trong quá trình kết quả ngắm bắn so với mục tiêu chạm trên bia. Trên cơ sở sử dụng nguồn điện một chiều để tạo tín hiệu âm thanh, Nguyễn Văn Niên cho ra đời thiết bị phát tín hiệu của mìn POM Z2 và lựu đạn LD01, mang lại hiệu quả rất thiết thực trong công tác huấn luyện. Thấy sáng kiến của chỗ đồng chí phó tiểu trưởng giúp cho đơn vị là kiểm tra được khả năng trình độ cũng như yếu lĩnh động tác bắn của chiến sĩ, có thể phân loại được chiến sĩ nào về điểm ngắm để có cách huấn luyện thêm và bồi dưỡng thêm để cho kết quả đơn vị hoàn thành tốt hơn. Với lòng say mê sáng tạo, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Thượng úy Nguyễn Văn Niên đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu của đơn vị. Thượng úy Nguyễn Văn Niên còn là một trong những điển hình tiêu biểu về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở quân khu 9. Với đặc thù đơn vị đóng quân và thực hiện nhiệm vụ phân tán trên cả 3 miền đất nước, trong đó chủ yếu là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp, đòi hỏi về trình độ, tiến độ thi công cao cũng như là chất lượng các công trình. Do vậy, để quản lý và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Lữ đoàn Công binh 28 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đã gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Thời tiết khó khăn, công việc nặng nhọc, điều kiện thi công vất vả, nhưng không ai trong những chiến sĩ của tiểu đoàn 30 thuộc lữ đoàn công binh 28 có biểu hiện thiếu nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng làm ngày làm đêm để đẩy nhanh tiến độ công trình. Bởi hòa cùng với các chiến sĩ là đội ngũ cán bộ của đơn vị đã thường xuyên bám nắm và đi đầu trong các nhiệm vụ khó khăn gian khổ trước để chiến sĩ làm theo. Thi công các cái công trình ở vị trí như này là những vị trí mà cần đòi hỏi về tiến độ, cần đòi hỏi về thời gian, về quyết tâm để vượt qua những cái khó khăn. Vì vậy mà khi triển khai nhiệm vụ là cán bộ chiến sĩ là luôn luôn là không ngại khó khăn, bất kể thời gian là xác định tốt là hoàn thành những cái nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện lực lượng chiến sĩ mới và tiểu đội trưởng công binh, tiểu đoàn 31 thuộc lữ đoàn xác định cùng với đổi mới lề lối, tác phong trong công tác và huấn luyện là đột phá vào các phong trào như thực hành tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để vừa rút ngắn thời gian vừa nâng cao chất lượng huấn luyện. Qua quá trình huấn luyện thực tế, chúng tôi đã cải tiến cái mô hình huấn luyện, đặc biệt là về một số cái hệ thống bảng biểu này, rồi là hệ thống bia về bắn cho AK đấy. Chúng tôi đã giảm bớt cái thời gian về cái cho anh em huấn luyện, tránh cái lãng phí cái thời gian. Đối với các tổ chức đảng, lữ đoàn coi việc phát huy được sức mạnh mối đoàn kết thống nhất và tinh thần vì tập thể là chìa khóa thành công trong mọi nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo Bác của đội ngũ cán bộ đảng viên là thước đo để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ chủ trì các cấp và cấp ủy, chúng tôi mà tất cả các cấp ủy, các cấp cũng đều phải có như thế là cái kế hoạch nêu gương sáng của mình
cụ thể trong năm là xác định như thế, là mình là về tư tưởng phẩm chất đạo đức lối sống là phải thế nào, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sao, rồi chấp hành kỷ luật, rồi quan hệ dân vận phải có những cái tiêu chí cụ thể cho từng loại hình cán bộ và từng tổ chức một, từng ngành một. Khơi dậy được ý chí, niềm tin của cán bộ chiến sĩ, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi khi thực hiện công việc là kết quả sau 2 năm Lữ đoàn 28 đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Với những cách làm thiết thực đang được triển khai là cơ sở để Lữ đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình. Những năm gần đây, Viện Công nghệ được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giao khối lượng công việc lớn với số lượng đề tài nghiên cứu ngày càng tăng ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong đó nhiều đề tài có hàm lượng khoa học cao. Vì vậy, việc tìm ra hướng đi mới hiệu quả trong công tác khoa học là vấn đề mấu chốt để Viện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Ở nước ta, việc nghiên cứu sửa chữa sản xuất đạn đã tiến hành từ trong những năm kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, việc nghiên cứu thiết kế, chế thử hoàn chỉnh, đồng bộ đạn pháo còn gặp rất nhiều khó khăn. Từ thực tế này, Viện Công nghệ thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã mở đề tài nghiên cứu chế thử đạn pháo chiến dịch thuộc dự án nghiên cứu về đạn pháo lục quân cấp bộ. Để chế tạo được các bộ phận của đạn, Viện đã nghiên cứu làm chủ công nghệ vật liệu và đặc tính vật liệu như nấu luyện một số vật liệu, thép C60, hợp kim đồng Niken, nhiệt luyện vật liệu, thuộc tính của vật liệu liên quan đến tính năng bắn, tính công nghệ biến dạng và tính toán thiết kế tạo hình vỏ đầu đạn, vỏ liều, ghép đai. Trong đó, đầu đạn vỏ liều là những chi tiết đạn chịu điều kiện khốc liệt khi bắn. Do đó, việc nghiên cứu cần giải quyết được các yêu cầu, vừa biến dạng tạo hình, vừa nâng cao độ bền và cải thiện tính năng làm việc của đạn. Nhìn bề ngoài, vỏ liều của đạn pháo chiến dịch này trông có vẻ đơn giản, nhưng để nghiên cứu chế tạo được chúng không đơn giản chút nào. Vỏ liều được chế tạo bằng công nghệ dập vuốt sâu có biến mỏng, công nghệ biến dạng và gia công cơ nhiệt đã đảm bảo điều kiện bền cho đạn khi bắn. Và có thể thấy rằng là dọc theo cái vỏ liều này, người ta đã có những cái quy định về cái độ bền, và cái quy định đó có thể tạm phân ra những cái vùng, ít nhất là trong cái này đã được đo kiểm trên 7 vùng đặc trưng: miệng, đáy và các vùng trung gian. Mỗi vùng này sẽ được quy định một cái độ bền nhất định. Đến nay, dự án đã triển khai đồng bộ công nghệ và thiết bị chế thử loạt không cho các cỡ đạn pháo chiến dịch 122D74, 130M46, M152D20. Qua quá trình thực hiện dự án, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã có một dây chuyền sản xuất các đạn pháo chiến dịch cơ bản. Còn đây là sản phẩm áo giáp chống đạn, một sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao mà chủ sở hữu mang tên Viện Công nghệ. Áo giáp này có 4 loại, gồm 2 loại từ vật liệu gốm oxit nhôm tăng bền bằng oxit Zecco Nano và vật liệu composite Dynema đạt cấp độ chống đạn cấp 3+ theo tiêu chuẩn của Mỹ, có nghĩa là chống được đạn 7,62 x 54 ly, và 2 loại áo giáp chống đạn được chế tạo từ 100% composite Dynema, có thể chống đạn súng AK-47 cỡ 7,62 x 39 ly theo tiêu chuẩn của Mỹ ở khoảng cách bắn 15 mét. Áo giáp chống đạn được chế tạo từ 100% composite Dynema, có khối lượng nhẹ, khoảng 3,4 kg một bộ, đáp ứng tốt với các yêu cầu kỹ chiến thuật đặt ra. Với công nghệ sản xuất ổn định, chúng ta có thể sẵn sàng đáp ứng cho nhiệm vụ sản xuất hàng loạt, mở ra khả năng chủ động sản xuất áo giáp chống đạn với giá thành rẻ hơn nhập ngoại, chất lượng đảm bảo. Đó là hai trong số nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu thành công của Viện Công nghệ trên hướng đi là tập trung vào công nghệ sản phẩm như công nghệ súng pháo, công nghệ đạn dược, khí tài quân sự thay cho công nghệ nền trước đây. Sự chuyển hướng đó bắt đầu từ năm 2000 khi ban giám đốc của Viện ngày ấy nhận thấy đối với sản xuất quốc phòng thì chúng ta va chạm nhiều với công nghệ sản phẩm. Cũng vào thời điểm này xuất hiện thêm một ngành nghề độc đáo mà có lẽ trong toàn quân chỉ có ở Viện Công nghệ, đó là ngành tư vấn đầu tư. Trước sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng, ngày càng có nhiều các dự án triển khai chuyển giao công nghệ các loại vũ khí mới, thì ngành tư vấn đầu tư càng thể hiện rõ vai trò của mình. Và Viện Công nghệ được giao nhiệm vụ mới là tư vấn chuyển giao công nghệ. Với đà phát triển này, thì mới đây, Viện đã được Bộ Quốc phòng phát triển thêm phòng công nghệ tên lửa. Hiện nay, ngoài công nghệ tên lửa, thì Viện cũng tham gia sâu vào nội địa hóa một số tàu quân sự, tăng hạn sử dụng các loại vũ khí binh chủng. Trong cái sự phối hợp trong công tác ấy, thì là ở viện, ở trên Viện Công nghệ đang nghiên cứu có những cái sản phẩm mới, nhu cầu mới thì đưa xuống dưới sĩ nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện cái đề tài đấy để cho nó đạt hiệu quả và áp dụng được vào cho bộ đội trong sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Để có được những bước đi như vậy, Viện đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực và vật lực.
Trước hết, viện tập trung ưu tiên xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trẻ và các chuyên gia đầu ngành, phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo ở các trường trong và ngoài quân đội, đào tạo ở nước ngoài có ngành nghề phù hợp như tên lửa, cơ khí, điều khiển, tự động hóa, hóa học, vật liệu, đồng thời thực hiện đa dạng hóa hình thức phương pháp đào tạo. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng tiếp cận với kiến thức, công nghệ hiện đại, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ. Trong quá trình tuyển dụng về đơn vị thì chúng tôi xác định là tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng về chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào để việc mà nâng cao cái trình độ năng lực, đặc biệt là cái trình độ năng lực về nghiên cứu khoa học công nghệ. Một trong những biện pháp bồi dưỡng cán bộ đạt hiệu quả cao mà viện đã thực hiện trong nhiều năm qua là đưa kỹ sư trẻ về các nhà máy để trải nghiệm thực tế. Đây cũng là cơ sở để viện phát hiện đánh giá năng lực của từng người, nhất là khả năng nghiên cứu, từ đó định hướng đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng hiệu quả từng cán bộ. Với những biện pháp trên, đến nay 100% cán bộ của viện có trình độ đại học trở lên, trong đó trên 60% có trình độ sau đại học, tiến sĩ trên 15%. Bước đầu, viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đầu ngành giỏi trên các lĩnh vực chủ yếu. Để đáp ứng yêu cầu cao trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, viện chú trọng đổi mới công tác điều hành, quản lý theo hướng tăng tính tự chủ, tính chuyên nghiệp của các tập thể cá nhân. Theo đó, viện thực hiện đổi mới quy trình, phương pháp lựa chọn đề tài, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và tăng cường tính cạnh tranh trong cơ chế mới. Thực hiện giao quyền tự chủ trong xác định phương hướng, lựa chọn đề tài, tạo một phần nguồn thu, góp phần tái đầu tư cho nghiên cứu và cải thiện đời sống cho cán bộ. Một thuận lợi hiện nay, Viện Công nghệ đã có cơ sở vật chất khang trang hơn trước, có nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiên cứu như các thiết bị đặc trùng của ngành vật liệu, các phương tiện đo lường tiên tiến hiện đại, các thiết bị gia công cơ khí chính xác. Đây là máy đo độ cứng tế vi vật liệu phóng đại 500 lần. Còn với kính hiển vi kim tương màu này, có khả năng phóng đại 2.500 lần cấu trúc vật liệu. Nếu như trước đây để đo chính xác mất rất nhiều công sức với hàng nghìn phép tính, thì nay bằng phần mềm tiện dụng, chuẩn xác, có thể xử lý nhanh các kết quả mà ta mong muốn. Hệ thống đo lường này được Bộ Quốc phòng đầu tư và đã phát huy vai trò trong nhiệm vụ giữ chuẩn cho toàn quân. Hiện nay tất cả là các phương tiện đo là của các ngành, một là thử cơ đối tính vật liệu, thứ hai là đo lường chiều dài quang học, thứ ba là về hóa tích và khối lượng, thứ tư là về công tác là đo lường điện và kiểm tra không hô hủy, thứ năm là về kiểm tra nhiệt, điện và áp suất. Thì hiện nay là công này đã phát huy tác dụng rất tốt. Hướng phát triển mới của viện là gì? Thì ngắn gọn lại là viện đi vào càng ngày càng đi sâu vào vũ khí công nghệ cao và đi sâu vào công nghệ sản phẩm. Trên cái nền của những năm trước đây là đã nắm được chắc các công nghệ nền, công nghệ ngành nghề. Với việc hoạch định chiến lược rõ ràng như vậy, nên từ năm 2006 đến năm 2013, viện đã hoàn thành 44 đề tài nhiệm vụ, trong đó có 6 đề tài nhiệm vụ cấp nhà nước, 25 đề tài nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng và 13 đề tài nhiệm vụ cấp Tổng cục, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, chế tạo vũ khí truyền thống, chế tạo đạn phản lực, vũ khí phòng không và bước đầu trong chế tạo đạn tên lửa. Nhiều đề tài có hàm lượng khoa học cao được ứng dụng trong sản xuất vũ khí nói chung, tên lửa nói riêng và các ngành của nền kinh tế quốc dân, đem lại nhiều bước tiến cho nền công nghiệp quốc phòng nước nhà. Chương trình truyền hình của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.